Xin chào mừng tất cả anh em đang đến với Lê Khôi Audio. Lời đầu tiên, Khôi xin gửi lời chúc đến tất cả anh em một ngày mới vui vẻ và gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Và hôm nay thì Khôi sẽ giới thiệu một đôi loa rất là đẹp mắt nằm trong cái lô hàng 20 cặp loa mà Khôi đã giới thiệu ở clip trước. Anh em vào xem để tham khảo thêm những cái món khác. Và những anh em nào mà chưa đăng ký kênh YouTube thì anh em hãy đăng ký kênh để cập nhật nhiều sản phẩm mới nhất mà Lê Khôi đã update hàng ngày anh em nhé. Rồi thì hôm nay Khôi sẽ giới thiệu cặp loa mà có thể là rất là nhiều anh em sẽ ngỡ ngàng và bất ngờ vì lại có một cái thương hiệu nó lạ đến như vậy. Đó là loa Monat anh em ha. Trong năm thì Khôi cũng đã từng bán một con 5 ly của hãng này cho chất âm thật là kinh khủng, hay tuyệt vời nha. Thì hôm nay Khôi gặp được cái cặp loa này thì Khôi bê ngay vào liền, ship ngay vào liền, không một phút suy nghĩ anh em ha. Thì cặp loa này Khôi sẽ quay một vòng anh em tham khảo trước. Nó được thiết kế thùng gỗ làng anh em ha, rất là đẹp. Kể cả mặt trước cũng là thùng gỗ làng luôn. Đó, rất là đẹp, loa nguyên bản chưa qua chỉnh sửa luôn. Đó. Ở cái mặt trước nó được thiết kế cái này lưới bố liền anh em ha, lưới bố liền. Bên này cũng vậy. Thì và đây cái logo của nó ở đây anh em. Khôi sẽ quay gần hơn anh em xem này. Anh em thấy không ạ? Monat ha, Monat rồi. Thì đây anh em nhìn từ một cái góc nghiêng đi ha, thì thấy cái này được vát rất là chi tiết ha. Nói chung là đầu tư rất là kỹ lưỡng cho một cái sản phẩm này. Thì có thể là cái hàng này thì nó rất là lạ với anh em nhưng mà rất là hay anh em nha. Thì có thể là một cái đơn vị nào đó, một cái hàng nào đó đặt hàng để sản xuất làm một cái thương hiệu kỷ niệm chẳng hạn. Ngày xưa mà có nhiều cái thương hiệu lắm nha, nhưng mà người chơi ở Việt Nam thì quen thuộc với Bioner, Sansui, Victor. Nhưng mà lại bỏ quên một số cái thương hiệu này, nên cặp loa này nó có giá trị rất là cao về cái vấn đề sưu tầm anh em ha. Rồi ok, thì đó là cái phần hình thức. Còn bây giờ thì anh em đợi chút xíu thì Khôi sẽ tháo nó ra để quay cái phần cái kết cấu cái cụ loa để anh em xem chi tiết luôn ha. Rồi anh em đợi Khôi. Rồi đây anh em, đây là cái phần sau của cái loa, cũng như Khôi đã tháo luôn cái phần đít ra để anh em xem cái kết cấu bên trong anh em ha. Đây loa rất là đẹp anh em. Anh em nhìn được thiết kế rất là chắc chắn nha, không thua gì một cái cặp loa Mỹ. Đây nè, cặp loa là Monat ha, model là SP880C. Nó là chỉ có công suất của 20W thôi, nhưng mà nó đánh cũng khá hay, nhạc vàng cũng được, nhạc trước 75 cũng ok luôn anh em. Anh em nhìn nè, được thiết kế hai cái cọc loa rất là cổ điển, là giống như các cái dòng loa Mỹ nó mới có setup này anh em ha. Còn đây là một cái cốt server. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ quay bên trong. Đây anh em, ngày xưa thì các cái dòng loa cổ thì phân tần nó cắt trên loa là nhiều, nên là cảm này chỉ có một cái tù thôi anh em ha, còn cái này tinh chỉnh. Rồi trong này cả bát cả chép thì nó đều là cụ móng anh em ha, đều là cụ móng. Đây là cái bát này, đây là cái chép ha. Rồi đơn giản là như vậy, bát 20 anh em, bát 20, bát giấy này, bát giấy gân vải, gân vải đó, rất là cổ điển. Nói chung là những cái thùng rất là đẹp anh em nhìn thấy ha, thiết kế rất là chắc chắn và rất là đẹp đó. Ok, cái cặp này thì anh em sẽ sử dụng vĩnh viễn theo thời gian, không bao giờ mà mình sợ cái chuyện mà nó sẽ hư như là loa Nhật, các cái dòng loa của Bioner hoặc Sansui anh em nha. Gỗ làng rất là chắc chắn, kinh khủng khiếp nha. Đầu tư nè, anh em thấy cái nắp gỗ nè, nó rất là dày anh em ha. Rồi ok, thì Khôi đã xong cái phần giới thiệu và bây giờ thì anh em cùng với Khôi để test loa nha. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ test cái cặp loa này để anh em cùng thưởng thức và cùng đánh giá về cái chất âm anh em nha. Thì theo các cái thông số mà của hãng đưa ra thì Khôi chọn một con 5 ly đèn để ghép với nó, tại vì cặp loa này là một cái cặp loa cổ, rất là cổ, công suất nhỏ. Anh em nhìn là với 20W
thì âm ly đèn khoảng gần 5W là có thể đánh được rồi anh em nhé. Thì Khôi sẽ chọn một con âm ly đèn đến từ hãng Bogen DB22 để ghép với nó, và một cái ca khúc rất là xưa nha. Đây trong cái đĩa này nè, của Thân Tuyền anh em ha, Hần Tha La. Khôi sẽ chọn cái bài này để ghép với cặp loa anh em nha. Bây giờ thì mời anh em cùng nghe. Nhạc rất là xưa nè, thập niên 70 á nha. Thank you.
rồi, máy bay bay liên tục nên rất là khó chịu anh em. Người kể cả Khôi ở đây cũng khó chịu nữa. Rất là mong anh em thông cảm anh em nhé. Nhưng mà thật sự cặp loa này nghe băng cối và nghe nhạc xưa rất là hay anh em. Thì Khôi cũng báo giá luôn cho anh em, để anh em nào thích cái cặp này thì có thể sưu tầm về chơi và để kỷ niệm. Cặp loa có giá là 5.500.000, rất là rẻ anh em ha. Cái thùng không thì cũng giá trị tới đó rồi. Bây giờ nó còn có cả cụ cả tân tật trong đó luôn anh em nha. Rồi, cuối cùng thì Khôi xin chúc tất cả anh em một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.